Dạ em xin được chào toàn thể mọi người. À, đây là những cái mặt hàng deep đây em có. Đây, đây em có mấy bộ tô vít rất là đẹp đấy. Tô vít này. Đấy, cà lê đuôi chuột. Vâng, để đặt hàng thì xin mọi người liên hệ với em theo hai số điện thoại ở trên cái tên nip ạ. Có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại đó. À, còn giá các mặt hàng này nó chưa bao gồm phí vận chuyển ạ. Nếu đơn hàng mà chuyển khoản trước ấy, thì em sẽ bao ship ạ. Còn đơn hàng ship code thì em không bao ship ạ. Rồi em xin được vào chi tiết luôn. Và đây là cặp tô vít số 1 ạ. Một cây dấu cộng, cây dấu trừ. Ở cây này trừ, cây này BS2. Dấu cộng. Đó, cây dấu trừ là trừ 6. Đó, hai cây là cái thân nó 6 ly. Đây, mẫu vô xeo này, cái này BS2. Đây, da băng. Cái mũi nó dài được là 10 cm, tổng thể nó là 20 cm. Rồi, mã số 1. Mã số 1 là giá là 120. Đây, đầu lâm châm nữa. Là mã 1. Mã số 2. Rồi, hôm nay thì nay có mấy cả tô vít thì toàn là của vơ xeo hết á. Vơ xeo ra vơ. Đây, vơ xeo ra băng làm này. Đó, chữ da bằng nằm đây. Okay. Rồi cây là hai cây này thì nó có đây, nó có dạ quang ạ. Tối là nó phát sáng ạ. Đây. Này sáng này. Okay. Đó, về đêm này, ban đêm này, ban tối là nó phát sáng rồi đó. Okay. Đây những cái phần trắng trắng này đó sáng. À, cũng một cây BS2, một cây trừ 6. Rồi. Đấy. Rồi, cây đây trừ 6. Rồi, hai cái này mũi nó dài 10 cm thôi. Mũi nó 10 này. Đấy, được 19 cm. Rồi, 5 châm. Tối là phát sáng màu xanh xanh ấy. Rồi, này mã số 2 ạ. Cái mã số 2 này giá là 200. Rồi, mã số 3. Mã số 3 là hai cây dấu cộng cả. Đó, hai cây ba kia. Đó, một cây BS2, một cây BS3. Rồi cái loại này thì là cái cán nó chịu được dầu mỡ. Dầu nhớt này cái cán nó chịu được. Cán nó được làm từ hợp. Đó. Đây là từ bột gỗ với gì nữa. Thế là nó chịu được cái dầu mỡ, làm sửa chữa máy móc là nó chịu được. Đó. Ok. Rồi, hai cây này gần như là còn mới nguyên, chưa sử dụng. Một cây BS2, cây BS3. Này mũi là 15. Đây là 28. Cái này là 22, mũi 10. Okay. Này vừa xeo made in da vàng. Cái này thì hơi mờ. Rồi mã số 3.
mã 3 là giá là 200. Mã số 4 là hai cây tô vít đóng. Hai cây này còn vơ xeo. Cây này cũng còn mới chưa sử dụng. Đấy, còn tem của nó luôn. Cây này là mũi cộng 2, BS2. Mũi dài 150, cây này mũi dài 150. Cây là 24, mũi dài 15 này. Okay. Ở cây BH3 còn rất là đẹp, hai cây. Cặp số 4 á. Cặp số 4 này giá là 200. Để hiệu Vector. Trên đây thì có vơ chữ vơ xeo ra bằng làm cho này. Số 5. Số 5 hai cây dấu cộng. Một cây cũng cây BS2, cây BH3. Đó. Đây kìa. Rồi hai cây này anh còn mới chưa sử dụng luôn. Là hai cây tô vít đóng này. Đây đầu đóng được này. Rồi. Rồi. Rồi như cái loại này thì là đóng này. Mày đóng xuống là cái tân nó xoay được này. Như cái loại này thì nó chỉ có xoay một chiều thôi, chiều mở ra, chiều ngược chiều kim đồng hồ đó. Ok. Khi ấn xuống là thấy nó xoay rồi đó. Đây. Đây như trên thân nó cũng ghi rõ là ấn này. Có lực tác động đây là nó xoay. Ok. Đây như cây này là mũi B2 này, BS2 mũi dài 100. Cái này mũi B3, BS3 mũi dài 150. Loại này nó cũng của vơ xeo luôn. Vơ xeo. Đây. Đầu đóng nó chưa có lốt nào hết, chưa có dấu chứ. Chiều dài đây 21 nên là 28. Cái loại này so với cái tô vít đóng kia thì nó khác, cái là nó chỉ xoay được có một chiều thôi, xoay ra. Ok. Rồi như mã số 5, mã 5 là giá là 300 hai cây. Rồi mã 6 có một cây. Mã 6 một cây dấu cộng, cây BH3. Đó, cây này là BH3. Thân này nó 8 ly. Ok, hai cây kia cũng đầu 500 hút rồi. Ok. Ở mã 6 á, mã 6 là giá là 200. Ở đây mã số 7 ạ. Rồi mã số 7 thì có 3 cây thước. Đây một cây thước dài 150, cây này dài 300 mini. Ba cây này đều của Sinoa hết á. Đây dấu rít. Made in Japan. Rồi cây thước 300 này thì đằng sau nó trắng không có gì. Cây thước góc vuông.
Đó, cây này thì cạnh này nó dài 10 cm, cạnh này đến đây là 15 cm. Mã 7 ạ, mã 7 đây giá là 250. Và mã 8 đây, cái mở ống, cái cờ lê mở ống này, cái vòng này đó. Cái này thì tháo ra được, đầu tháo ra được để cho vào. Đây loại này thì nó mở được cái đường kính ống từ 30, từ 30 đến 54 mm. Thì ra vào. Rồi, cây này mã 8 ạ. Mã 8 là nó giá 180. Đây là chiều dài đây nó 25 cm. Mã số 9 này cần chữ T, cái cây chữ T này. Cây chữ T 3 phần 8 ạ. 8 thì đây nó là 9,5 mm. 9,5 mm. Cây này là của cô Ken. Cô Ken ra bao. Chiều dài cây này nó 28. Đây nó 24 cm. Mã 9 á. Mã 9 giá 150. Mã 10. Mã 10 nó mở lết 300. Cái này bỏ 300 của lót tư. Lót tư ra vào. Cũng còn mới chưa sử dụng nữa. Giờ cây này số 10, cây số 10 giá là 250. Rồi 11 cần tiếp của thằng Tôn. Tôn này. Tôn ra băng. Ở đầu này là đầu 1 phần 2, 12,7 mm. Đó, chiều dài cây này là 2. Cây này là 30 cm. Chiều dài 30. Okay. Đó, mã 11 giá là 200. Mã 12 cần trượt này, cần trượt đầu 1 phần 2 luôn, 1 phần 2. 12,7. Okay, cái này là của Hero. Hero dấu dít đấy. Ok, cái chiều dài cây là 25. 25 cm. Rồi, mã số 12, 12 150. 13 đuôi chuột, cờ lê đuôi chuột 14. Cái này 14, 17 ở top. 14, 17 à. Ok. Chiều dài 27. Đây, số 13 là 150. 14 là số 14 của MCC, số 13 17 ạ. 13 17. Rồi, đã chiều. Rồi số 14 150 luôn. Số 15. 15 cc 14 17 ạ.
Okay. Rồi, số 15, 15 150. 16. 16, cây này là số 17, 19. MCC này. 17, 19. Chia. Cây này là dài là 31, 30,5. Số 16, 16, 160. 17, 17 là của Super. 17 Super, số 17, 19. Mới tìm ra vào. Số 17. 17 170 ạ. Hai đầu 17 19. Rồi cái này số 22 24, 22 24 MCC. Rồi cây này chiều dài của nó là 34, 35 cm. Mã 22, số 22 24. Đây là mã 18, mã 18 giá 240. Rồi 19 á. Cái 19 là mỏ lết răng của cái này của MCC này, chiều dài. Đây là 250 mini. Giá bao? Đây là sò nhún của nó. Ok. Răng còn rất bén, chưa có bị nốt cấn này. Đây mã 19 ấy. 19 giá 180. Mã 20 của MCC luôn. MCC cái này 350 ấy. 350 dấu zip đi ra vào. Rồi nó xoa nhún này. Nữa còn rất là bén luôn. Okay. Số 20, 20, 207. Rồi 21. Rồi hai cây 21 là cây đục gỗ, cây đục dài, cây tay cầm dài. Cây này nó dài đến 60 phân, 60 cm. Cái lưỡi của nó là ở nơi nó 42 ly. Cái này mã 21, 21 130. 22 ạ. 22 Classic của MCC. Đây, phần răng của nó đây. Ok. Này nó chiều dài đây nó là 30 ạ. Cây 30, chiều dài xích nó là 40, 41 ạ.
Ok, mã 22. Mã 22 250. Rồi mã 23. Mã 23 của Super. Cây này cũng chiều dài 30, cái xích cũng hơn 40, 41 cm. Cái số 23, mã 23 cũng là số cũng 250 luôn. Ở mã 24. 24 bộ đục bê tông. Ở cây này là 19 này, thân 19 ni này. Này 16. Cây này 13. Rồi, cây này 19. Bộ độc này thì nó có Mokuba. Đấy, còn tem còn. Cây độc dẹp, cây độc bạn, cây độc nhọn, cây dẹp. Cây này lưỡi là 22 ni, cây này lưỡi này là 10 ni, nó ngang này 10. Đó, cây nhọn. Cây này lưỡi là 10 ni. Chiều dài đây. Chiều dài 20. Đây 17, 17. Cây nhỏ nhất là 14. Rồi 24, số 24 giá 240. 25. Rồi 25 là 4 cây đục gỗ. Cây đây đây là cây lưỡi nữa. Cây này là 14 này. Hơn. Cây này 18. 14 18. Đây 23. Cây này là 9 8,5. Rồi, cái lưỡi còn rất là dài. Đây có dấu nữa. Bốn. Rồi, mã đây mã 25 ạ. Mã 25 là 250, 4 cây. Có 2 cây nhỏ. Mã 26, mã 26 cũng có 4 cây. 26 cây này nhỏ nhất nó là 9, nhỏ nhất là 9 đi. 15 đi. 18, 17,5. À. Đây là 21. À, bốn cây này ba cây lớn thì loại dày. Rồi mã 26 á, mã 26 giá là 280. Lưỡi còn giá.
Rồi mã 27. 27 cặp cào. Đây, cặp cào C của Lotte. Nó mở ra được 50 mini. Đó, mở này ra được 50. Rồi, cặp cào mã 27 ạ. 27 giá là 240. Cái này mở ra 5 cm đi. Đó, mở hết ra 5 cm. Rồi, mã 28. 28 cái cặp cào của Top này. Top, cái này nó mở ra là 75 mini. Giá bao? Đây, mã 28 á. Mã 28 giá là 380 một cặp. Mã 29. Mã 29 là cặp bố bi. À, cặp bố bi này của OH này. OH da vàng này. À, đây cái đầu nhỏ nó là 250 g. Đầu lớn nó là 450 g. Đây, một LBN. Đầu bi còn rất là đẹp luôn. Rồi, cân. Đây như cân nặng cả cán của cây nhỏ nó là 300 g, còn cây lớn là 550 g. Đó, mã 29, mã 29 giá là 240 hai cây này. Mã 30. 30 thùng đồ nghề. Sách quá. Chỗ này vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Mã 30, 30 chiều dài nó 35. 35 chiều rộng 15. Chiều cao, chỗ cao là nó là 10. Đó, cân nặng 1 ký 2. Số 30 180. 31 thùng của Tozo. Tozo. Đây made in Java. Quá quay sách đây được.
Ở cái thùng này thì đây nó mất mấy cạnh cạnh này, nó bị rỗ rỗ ít đấy. Đây mất khúc rồi. Nó mất một cái mép, mất mấy mép này nó bị một ít đấy. Ừ. Rồi mã 31, 31 chiều dài 36, chiều rộng 15, chiều cao 10. Đó, cân nặng 1,2 kg. Chiều cao 10,5. Ngày 31, 31 là giá là 270. Đấy, xin được kết thúc ở đây ạ. Xin được cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.